Nào, bây giờ chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ server, nhưng mà chúng ta sử dụng class. Đây là sử trước là sử function này. Đây là function này. Còn bây giờ chúng ta sẽ dùng một cách khác. Đây chúng ta dùng viết theo kiểu class. Chúng ta sẽ file, new file, bấm Ctrl+S. Các bạn ghi cho thầy tên là L52 read data class đúng không nhỉ? .js. Thế thì class thì nó sẽ có cái template theo kiểu class, nó sẽ là như thế này đúng không? React, form React Native. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một số những thành phần khác, ví dụ như là use. Thực ra thì thôi cứ để từ từ, chúng ta chưa dùng cái này cũng chưa chưa cần. Thấy không? Tiếp theo ta sẽ có import from React Native. Chúng ta sẽ sử dụng cái flatlist nha, text view. Bây giờ ta sẽ có export default như nhỉ, class, tên class là L52 read data class đúng không, extend từ react.component, extend cơ mà. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có côn gì? Côn constructor, đúng không? Côn constructor đây ta chuyển prop vào đây. Đúng không? Bây giờ ta sẽ có các bước là xong super này, chuyển ra prop này. Cái này chúng ta quen thuộc với nó rồi đúng không? Sau ta khai báo trạng thái như sau, ta có this.state đúng không? Bằng được chưa? Thì trong state này bạn định nghĩa những cái gì? Nhất là định nghĩa cái data chính là một một mảng. Được chưa? Rồi ok. Định nghĩa data là một mảng. Rồi sau đó chúng ta mới tiến hành fetch dữ liệu. Fetch dữ liệu như thế này. Một là khai báo state, chỗ này được gọi là gì? Một là khai báo biến trong state. Biến này là biến gì? Biến data đúng không? Bước số 2 là đọc dữ liệu. Cái gì nhỉ? Đọc dữ liệu. Đọc luôn. Đọc dữ liệu. Đó. Chúng ta sẽ có fetch luôn. Đó. Như vậy cái các bạn cần quan tâm chính là cái đường đường dẫn. Cái đường này. Rồi sau đó chúng chấm gì gen quên nó cũng có cái này có đây gọi là đường dẫn. Tiếp theo là gì? Chúng ta trả về đối tượng chính xác đúng không? Như vậy ta sẽ có gì đây, respond trả về là gì, respond chấm di sản. Cái này được gọi là lấy về gì? Lấy về đối tượng di sản đúng không? Lấy về di sản. Trong di sản nó lại có các đối tượng con, như vậy chúng ta sẽ cần phải lấy cái đối tượng con của nó. Tên của đối tượng con ở đây như thầy vừa giải thích ở phần trước chính là gì? Đối tượng gì? Movi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có chấm gen đúng không? Rồi từ đối tượng gì? Di sản chúng ta chuyển về di sản chấm gì đấy, muốn biết chấm gì thì nhưng mà ở trường hợp này thì bạn lại không sử dụng theo kiểu không hiểu kiểu function, và vì thế chúng ta sẽ phải định nghĩa ra một cái trạng thái đúng không, cái trạng thái. Và ở chỗ này thì lẽ ra là chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta sẽ lấy bình thường sẽ lấy chấm gì, chấm movie đúng không, di sản chấm movie. Nhưng mà ok đây là dữ liệu của nó là di sản chấm movie, nhưng mà chúng ta phải chuyển cái dữ liệu đấy là gì, data đúng không? Chuyển về data
là gsun.movie, và chúng ta sẽ phải có cái này. Thấy chưa? Vậy sau đó chúng ta phải set state cho nó đúng không? À như vậy chúng ta lại phải có gì zip chấm set state, ok chưa? Đấy. Zip chấm set state đúng không? Ok chưa? Zip chấm set state. Và chỗ này chúng ta lại phải có cái dấu, vì nó là một mạng, cho nên chúng ta lại phải có cái dấu này đúng không? Đấy, có dấu này nữa. Đấy. Ok, như thế mới hết. Cuối cùng chúng ta sẽ kết cái lỗi nếu có. Đúng chưa nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ có kết error. Đúng không? Console.error. Chuyển lại error. Đây mới là hết này. Đúng chưa nhỉ? Thì cái chỗ này được gọi là gì? Set cái trạng thái, tức là cập nhật dữ liệu. Nói nôm na là lấy về cái đối tượng, là cập nhật dữ liệu đúng không, thành vào data đúng không. Như vậy chỗ này gọi là cập nhật dữ liệu vào gì, vào data, biến data. Ở đây data của nó là một mảng đúng không, và nhiệm vụ là bạn phải đưa cái dữ liệu vào bị data. Các bạn chú ý cái mảng ấy thì chúng ta sẽ dùng cái dấu này, dấu box này, ok chưa? Rồi, như vậy là ta đã lấy dữ liệu xong rồi. Bước số 3, ta hiển thị, đúng không? Bước số 3, ta hiển thị. Bước số 3. Hiển thị dữ liệu, đúng không? Ta sẽ có render. Trong render sẽ có return. Đúng không? Return, chúng ta sẽ sử dụng view. Được chưa? Và chúng ta sẽ dùng flatlib. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải lấy dữ liệu. Ở điểm ở đây là chúng ta phải lấy dữ liệu gì? 3.1 là gì? Truy cập vào state đúng không? Truy cập, tức là chuyển dữ liệu state xuống, lấy dữ liệu từ state, lấy dữ liệu từ state. Đúng không? Chúng ta sẽ có constant này. Đó, data thì nhận giá trị bằng gì? Zip chấm gì? State. Được chưa nhỉ? Đây là lấy dữ liệu state. Sau đó đến đây chúng ta mới cho vào cái flatlib. Cũng có mấy trường. Trường thứ nhất là chúng ta sẽ có data, nhận giá trị chính là bằng cái data, data này. Mà cái data này thì lại lấy ở đây đúng không? Rồi, thứ hai là render item đó, chúng ta sẽ trả về nó một cái mảng như thế này đúng không, trong mảng thì lại trả về một cái này đúng không. Rồi nhưng mà vì vấn đề nó là một mảng nên là bạn phải truyền vào đây một cái này đúng không, và cái này chính là ai gì item đó. Thế còn chỗ này nó sẽ là một cái text đó, trong text chúng ta sẽ lấy về ba trường, hai trường hay ba trường thì tùy các bạn đúng không? Thì ví dụ trường hợp này thầy lấy về trường thứ nhất này, phải này, trường thứ hai này, ok chưa? Thì chúng này ta sẽ có cái item chắc chắn là phải chấm id rồi. Id lấy đâu? Thì id lấy ở cái chỗ mình copy, thế này chỗ này. Và item cái thứ hai là gì? Title hay cái gì đó đúng không? Thì chúng ta cũng lấy cái title ở đây. Bạn hiểu lấy từ đâu nhé. Đấy. Thế là đủ. Đúng không? Bạn thích lấy thêm thông tin gì thì lấy. Rồi, đã xong. Cuối cùng ta sang bên này. Ta sử dụng cái là import L52. Rồi, và ta đóng cái này lại. Ta gọi chữ L52 vào đây. Ta kiểm tra dữ liệu xem có hiển thị đúng không. Như vậy nó có hiển thị vẫn gì chính xác nhé. Trường hợp này là ta chỉ lấy có hai trường thôi, vừa rồi ta lấy ba trường thì lấy hai trường một đấy, như thế, như thế. Đấy, hiển thị dữ liệu chính xác.
Nãy ta lấy ba trường, ta lấy hai trường để phân biệt. Rồi, như vậy là chính xác rồi. Chúng ta sử dụng cái phương pháp sử dụng class, chúng ta cũng có thể đọc được dữ liệu. Như vậy có hai cách đọc các bạn nhé. Một là dùng function, hai là dùng class.